Ok, luôn thì các bạn, và như các bạn đã thấy thì ở trên tay, à không, ở trên bàn của mình hiện tại đang là một thiết bị DJ controller hot nhất thời điểm hiện tại và cuối năm 2022. Thì đây chính là sản phẩm DJ Flex 4 vừa được Pioneer DJ ra mắt và hiện tại thì nó đã cập bến tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox và để xem coi là DJ Flex 4 có gì mới, có gì hay và có gì đặc biệt. Và đây chính là bên trong của DJ Flex 4. Thì như các bạn có thể thấy, đầu tiên đó chính là nhân vật chính của chúng ta, DJ Flex 4, với một cái màu đen nhám rất là đẹp. Tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ có những cái cuốn hướng dẫn sử dụng, manual của máy đi kèm. Và ở đây thì là cổng dây USB. Và một điều rất là đặc biệt đó chính là ở trên DJ Flex 4, sợi dây USB thông thường đã được chuyển sang sợi dây USB có chuẩn là Type-C. Như thế này, hai đầu đều là Type-C. Và theo cảm nhận của Chen thì DJ Flex 4 nó có kích thước hơi nhỏ hơn so với lại DJ 400 một chút xíu, hơi chỉnh hơn chút xíu thôi chứ không đáng kể bao nhiêu. Thiết kế ở ngoài rất là đẹp, màu đen nhám và những cái góc cạnh nó được thiết kế bo tròn, nhìn nó cảm giác rất là minimal luôn. Ở phía trước của DJ Flex 4 thì chúng ta sẽ có hai cổng kết nối Type-C, một cổng dùng để cấp nguồn khi mà các bạn sử dụng DJ Flex 4 với lại phần mềm Rekordbox ở trên iPhone, iPad hoặc là trên điện thoại thông minh. Cổng Type-C thứ hai là cổng kết nối để các bạn có thể kết nối DJ Flex 4 với lại máy tính sử dụng Rekordbox hoặc là Serato DJ Lite. Và nếu như các bạn có trả phí cho cái license key của Serato DJ Pro thì các bạn vẫn có thể sử dụng DJ Flex 4 với lại Serato DJ Pro. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái nút gạt cân chỉnh audio mono hay là stereo dành cho những cái điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Kế bên thì chúng ta sẽ có hai cổng bông sen là Master Out và một cổng kết nối micro. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nút cân chỉnh volume micro ở kế bên. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cổng 3.5 dùng để kết nối headphone. Và giao diện chính của DJ Flex 4 thì như các bạn có thể thấy là kích thước của jog wheel thì nó cũng tương đồng với lại kích thước jog wheel của DJ 400. Nhưng mà cái jog wheel của DJ Flex 4 thì thiết kế nó sẽ nhám hơn và cảm giác khi mà các bạn sử dụng nó cảm giác nó bám tay hơn, nó không có bị trơn trượt giống như là những cái thiết kế của DJ SP3 hay là DJ 400. Và một sự khác biệt nữa đó chính là cái logo của Rekordbox ở trên jog wheel đã được thay thế bằng logo của Rekordbox 6 phiên bản mới và được làm với một màu xám nhám rất là đẹp. Và ngoài ra thì trên DJ Flex 4 nó còn có những tính năng mới như là Smart Color Effect và Smart Fader. Thì đây là những tính năng cho phép các bạn có thể biến hóa và tạo những cái màu sắc đặc biệt hơn cho cái set nhạc của mình và giúp cho các bạn mixing trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cũng như DJ 400 thì DJ Flex 4 có 16 bass effect, 8 bass nằm ở mỗi bên. Và những cái bass effect này sẽ gán cho những tính năng như là hot cue, bass effect, pitch jump hay là sampler, vân vân. Ngoài ra thì ở phần mixer chúng ta sẽ có 2 channel, 3 band EQ ở mỗi channel và 2 color effect. Bass effect thì được giữ nguyên giống như DJ 400, mang theo thiết kế của những cái mixer chuyên nghiệp như là DJ M900 Nexus 2. Và như mình đã đề cập thì DJ Flex 4 có thể sử dụng được với Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro nếu các bạn có trả phí cho cái license key của phần mềm và sử dụng với phần mềm Rekordbox ở trên điện thoại. Thì phần mềm Rekordbox ở trên điện thoại hay là máy tính bảng iPad sẽ được cập nhật vào đầu năm 2023 và phần cập nhật đó mình sẽ update cho các bạn khi mà phần mềm được nâng cấp. Và vừa rồi là một cái góc nhìn tổng quan về DJ Flex 4 và series tutorial hướng dẫn chi tiết những tính năng ở trên DJ Flex 4 sẽ được ra mắt vào ở trên kênh YouTube của Pioneer DJ Việt Nam. Các bạn đừng quên follow và subscribe cho Pioneer DJ Việt Nam để có thể xem được hết tất cả những cái tutorial về những cái sản phẩm mới cũng như là những cái tips and tricks sẽ được ra mắt vào thời gian sớm nhất. Một lần nữa mình là Chen, xin chào và hẹn gặp lại. See ya.